Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, anh chị em, vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Để trong ơn của Chúa tiếp tục, như tinh thần của buổi nhóm tối thứ tư của chúng ta, cũng như các buổi nhóm lại của VBC Houston. Đó là chúng ta đến với Chúa, ca ngợi Chúa, và cũng cảm tạ Chúa vì những việc Chúa làm ở trong đời sống của chúng ta. Để trong những ngày qua, anh chị em học lời của Chúa, đem ra áp dụng, thấy có những kết quả và phước hạnh nào, xin chia sẻ ra, làm chứng lại để chúng ta khích lệ nhau. Chúng tôi muốn thấy những tin tức phản hồi từ anh chị em nữa, để chúng tôi biết anh chị em trân quý những gì anh chị em nghe và học. Anh chị em áp dụng và thấy kết quả. Cũng hãy làm chứng lại những điều lạ lùng mà Chúa Ngài làm trên đời sống của chúng ta. Chúa cho chúng ta được kinh nghiệm Chúa. Làm chứng lại để chúng ta cảm tạ Chúa và cũng khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Cho nên ở dưới dòng bình luận, tôi khuyến khích anh chị em trong thời gian này, đôi dòng chúng ta lớn tiếng, chúng ta nói lên điều mà Chúa đã làm cho chúng ta để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Một sự sống siêu nhiên, một sự sống mà Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài và sống xuyên qua chúng ta. Tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ suy nghĩ ở trong đề tài, cùng học ở trong đề tài trở nên cơ đốc nhân siêu nhiên. Đó là ước muốn của Đức Chúa Trời, Ngài mong thấy ở trên cuộc đời của chúng ta. Chúa báo trước qua tiên tri của Ngài. Chúa Ngài dọn đường và Đức Chúa Giêsu giới thiệu cho công tác của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Ngài đến gần, Ngài giúp đỡ, Ngài ban phước và Ngài tuôn đổ sự hiện diện và quyền năng của Ngài để chúng ta có thể trở nên những nhân chứng kết quả cho Chúa. Nên cảm ơn Chúa vì ý định của Chúa cho chúng ta. Và tối hôm nay chúng ta sẽ nắm bắt một số những chìa khóa để chúng ta có thể bước đi trong sự sống này. Và chúng ta cũng loại khỏi đời sống chúng ta những cớ mà chúng ta đã diện dẫn để chúng ta không bước ra, không làm theo như ý định Chúa đã định cho chúng ta. Hồi cho kết thúc của bài học, chúng ta có thể nói với Chúa rằng có con đây, xin hãy xài con. Trở nên cơ đốc nhân siêu nhiên là điều mà xin Chúa Ngài cho chúng ta hết thảy đều sẽ trải nghiệm được trong đời sống của mình. Trở lại với câu gốc của chúng ta, tụi mình chị em, chúng ta cùng suy nghĩ, xin Đức Thánh Linh soi sáng trên chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều quan trọng mà Chúa Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Anh chị em phải đến một chỗ trong cuộc đời của chúng ta, trong sự sống hàng ngày của chúng ta, không phải là chúng ta sống nữa, vì có người của chúng ta, xác thịt của chúng ta đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Anh chị em, cụm từ này hết sức là quan trọng. Nhưng Đấng Christ sống ở trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, nói đến thực tại của chúng ta mỗi ngày, những ngày qua, ngày hôm nay và những ngày sắp đến, khi chúng ta hiểu biết điều này, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúng ta sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Chúng ta sống ở trong niềm tin, chúng ta giao phó đời sống của chúng ta để Đức Chúa Jesus Christ có thể sống xuyên qua đời sống của chúng ta. Đây chính là chìa khóa quan trọng để giúp cho chúng ta có thể bước đi trong quyền năng của Chúa. Thật là tuyệt vời để chúng ta nếm trải được sự sống mà Chúa Ngài đã định. Hỏi đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh lại. Thứ nhất là niềm tin của chúng ta. Thứ hai, sự vâng lời của chúng ta một cách tuyệt đối theo như sự sai phái của Chúa. Và nhận biết Chúa Ngài là Đấng tiếp trợ, Ngài ban cho, Ngài hậu thuẫn. Phần của chúng ta cứ vận hành trong đức tin để thấy việc của Chúa được thể hiện. Khi nói đến trở nên cơ đốc nhân siêu nhiên, thì siêu nhiên là điều không thể giải thích được bằng những sự tự nhiên được. Khi chúng ta sống đời sống cơ đốc siêu nhiên, nghĩa là Đức Giêsu sống ở trong chúng ta, là sự giải thích duy nhất cho những diễn biến diễn ra bên trong và xuyên qua đời sống của chúng ta. Nếu có những dấu kỳ phép lạ và sự siêu nhiên xảy ra là bởi vì quyền năng của Chúa làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Công việc của chúng ta là nhường và phó mình ở trong tay của Chúa, là bởi đức tin đưa tay ra hành động, phục vụ, làm việc, bật nút để quyền năng của Chúa tuôn đổ xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Đó chính là chìa khóa để giúp đỡ cho chúng ta
được Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm một sự sống siêu nhiên trong ơn của Ngài. Khi chúng ta nói đến đời sống siêu nhiên, sự sống siêu nhiên này, thì trong mối quan hệ này với Đức Chúa Trời, Ngài là sự siêu nhiên, còn phần của chúng ta là những điều tự nhiên. Nhưng cảm ơn Chúa, khi Đức Chúa Trời Ngài vận hành ở trên đời sống của chúng ta, thì Ngài biến con người tự nhiên của chúng ta trở nên siêu nhiên. Những con người tầm thường của chúng ta trở nên làm những công việc phi thường cho Chúa bởi sự tiếp trợ của Ngài. Cho nên chìa khóa rất là quan trọng là chúng ta cần phải nắm bắt được, đó là chúng ta phải kể mình chết đối với con người của bản ngã. Kể mình chết đối với xác thịt. Chết đối với lý trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta. Để chúng ta có thể nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát một cái toàn vẹn. Để sức sống phục sinh của Chúa có thể tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần mở cái gút mắt này. Bởi vì nhiều con cái của Chúa nghe về những điều này, có những ước mơ nhưng không bước vào được, bởi vì chúng ta bị mắc kẹt ở trong cái chỗ chúng ta thấy mình không có, không đủ, và chúng ta đứng yên thay vì chúng ta hành động. Sự sống siêu nhiên của Cơ Đốc nhân là sự sống đồng công với Đức Chúa Trời và với Thánh Linh của Ngài. Tin vui đó là chúng ta không phải cố gắng để có quyền năng của Chúa bày tỏ trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhớ như ân điển là hồng ân Chúa Ngài ban cho chúng ta, mặc dù chúng ta không xứng đáng chút nào, nhưng Chúa vẫn yêu chúng ta và tha thứ tội ác của chúng ta, cứu chuộc chúng ta, để chúng ta được phục hồi ở trong ơn của Chúa. Thì sự sống siêu nhiên cũng giống như vậy, không dựa trên chúng ta có xứng đáng hay không, nhưng mà dựa trên sự kêu gọi và quyền năng của Chúa làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần được nhắc nhở. Và nhiều khi chúng ta có một cái ngộ nhận, khi chúng ta quan sát thấy những con người được Chúa Ngài sử dụng, đại dụng ngày hôm nay, có tầm cỡ mà chúng ta thấy rằng đời sống của họ, chức vụ của họ đem lại phước hạnh cho nhiều người. Rồi chúng ta thấy như là một cái mục tiêu mà chúng ta không thể nào đạt đến được. Nhưng hơn chị em yêu dấu của tôi, Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta, ban quyền năng của Ngài khi chúng ta tiếp nhận ở trong ơn của Chúa. Chúng ta không xứng đáng. Và chúng ta nhìn lại, chúng ta cũng thấy có những người mà Chúa Ngài sử dụng, đại dụng ở trong những công tác, lời của Chúa ghi lại chúng ta cũng như những người được Chúa Ngài đại dụng ở trong ngày hôm nay, thì họ là những người không xứng đáng chút nào. Cho nên điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng nhau suy nghĩ và học, đó là tin lành được rao báo từ những người không ai nghĩ đến, không ai ngờ, nhưng mà Chúa dùng họ. Bởi vì có một gì đó đã bứt phá được ở trong sự suy nghĩ của họ. Nó có thể là bắt đầu bởi một cái nhu cầu, rồi họ liều mình, và cuối cùng họ khám phá ra được điều mà họ có thể san sẻ lại cho nhiều người. Khi nói đến điều này, tôi nhớ đến những người phun, bốn người phun cùi ngồi ở tại cổng thành Samaria. Anh chị em còn nhớ câu chuyện đó ở trong sách Các Vua thứ nhì chương 7. Đây là những người phun cùi. Trong thời bây giờ họ bị kể là những người ô uế. Họ phải sống cách ly với xã hội. Và lúc ấy thì đang có một khó khăn xảy ra, đó là quân Syria đang vây hãm thành của dân Israel. Và khi họ vây hãm như vậy thì có một cái khó khăn, nhu cầu lớn xảy ra. Đó là dân chúng ở bên trong thành, vì thành của mình đã bị vây như vậy nhiều ngày, thì họ đang đói, đang khát. Ở trong cùng một hoàn cảnh đó, thì bốn người phun cùi này, họ cũng đi đến chỗ túng thiếu, đói khát như những người khác ở trong thành. Nhưng mà họ đã quyết định, một cái quyết định rất là táo bạo. Đó là họ sẽ đi đến trại quân của Syria để tìm thức ăn. Và họ tự nói là khi họ đi, nếu mà họ có phải chết thì họ chết, thì trước sau cũng chết. Nhưng họ không ngồi yên, họ đứng lên và họ làm việc. Khi những người phun này quyết tâm như vậy, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong lúc đó Chúa Ngài đã khiến quân Syria nghe tiếng xe ngựa và đạo binh lớn tiến đến họ. Đến nỗi dân Syria nói với nhau rằng: kìa, vua Israel đã mướn vua Hê-tít và vua Ai-cập đặng hãm đánh chúng ta.
Chúng liền trỗi dậy chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ các trại ngựa và lừa mình, để trại quân của mình như cũ. Chúng trốn đặng cứu mạng sống của mình. Chúa cho phép việc này xảy ra. Và Chúa Ngài đã cho khiến cho những người trong đạo quân của Syria, họ nghe tiếng vó ngựa, họ nghe tiếng động như là một đạo quân lớn đang hướng về họ. Rồi họ suy nghĩ rằng chắc có lẽ vua Israel đã xin sự cứu giúp, đã mướn vua Hittite và vua Egypto đặng hãm đánh họ. Đến cuối cùng họ đã bỏ chạy. Trong lúc họ trỗi dậy bỏ chạy để lấy mạng của mình, để cứu mạng của mình đó, thì họ bỏ lại các trại ngựa lừa của mình và trại quân của mình như cũ. Họ chỉ bỏ của chạy để lấy người. Và đó là điều mà những người phung đã khám phá. Khi họ đến nơi họ thấy quân lính thì không có ở đó, nhưng mà trại của họ đầy lương thực, quần áo, bạc vàng. Cho nên bốn người phung vào trong trại quân thấy không có ai thì họ đã ăn uống một cách no nê, lấy bạc vàng quần áo đem đi giấu. Họ vui hưởng cái phước hạnh mà họ tưởng đâu rằng chắc mình có thể phải đổi mạng của mình ấy, mình mới có thể có được. Nhưng mà vì đói, vì nhu cầu, họ đã đi và tìm kiếm thức ăn. Sau cùng thì chúng ta thấy rằng sau khi họ vui hưởng điều đó thì họ nhận biết một điều, đó là ở trong thành thì cả dân ở trong thành đang đói, mà họ thì giữ cái tin vui này cho riêng mình sao được. Cho nên họ nói với nhau rằng hôm nay là ngày có tin lành, chúng ta không thể giữ riêng cho mình được. Câu chuyện này nhắc nhở cho chúng ta một số điều mà chúng ta có thể học biết. Thứ nhất, đó là vì nhu cầu, chúng ta cần được sự cứu rỗi. Rồi sau khi được cứu, chúng ta cũng có thể là những người đã có một cái nhu cầu trong đời sống của mình. Mình cần được chữa lành, mình cần được giải cứu, mình cần được giúp đỡ. Và cuối cùng thì đã nhận được giúp đỡ. Chúng ta khám phá ra rằng ở trong Chúa có rất nhiều điều mà Chúa Giê-xu đã trả giá để giành lại cho chúng ta. Dư dật đủ mọi thứ. Phước hạnh, ơn quyền của Chúa, thẩm quyền Chúa Ngài ban cho, phúc lợi của những giọt huyết đã đổ ra như những làn đòn của Chúa, thẩm quyền mà Chúa Giê-xu Ngài ban cho, đó là chúng ta được Chúa Ngài ban cho thẩm quyền trên kẻ thù, trên rắn và bò cạp. Chúa cho chúng ta có quyền ở trên, thẩm quyền ở trên bệnh tật, ở trên ma quỷ. Và chúng ta đã kinh nghiệm Chúa Ngài ban cho một cách no đủ. Như những người phung này, họ ngồi xuống ăn uống một cách no đủ. Rồi họ cũng thấy vàng bạc áo sống, họ đem và họ chôn cất. Nếu họ ở trong tình trạng như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là điều đáng trách. Nhưng họ đã nhận biết một điều, và đây là điều mà xin Chúa cho để chúng ta cũng nhận biết. Đó là hôm nay là ngày có tin lành. Hôm nay là ngày có tin vui. Trong lúc dân chúng ở trong thành đang đói và khát, thì ở bên ngoài thành có thức ăn dư dật. Nó từng nằm ở trong trại quân của quân Syria. Nhưng bây giờ họ đã bỏ chạy hết rồi. Vì Đức Chúa Trời đã sai âm thanh tiếng gió ngựa cũng như một đạo quân lớn. Khi họ nghe điều này, họ nghĩ rằng một quân đội lớn đã được mướn đến để vây quanh họ. Cho nên họ đã bỏ chạy. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, sau khi chúng ta là những người khám phá ra được phước hạnh Chúa Ngài ban cho, cũng như cá nhân tôi khi khám phá ra điều này, thì chúng tôi quyết định rằng hôm nay là ngày của tin lành. Hôm nay là ngày của tin vui. Chúng ta có những điều chúng ta có thể rao báo để giúp đỡ cho những ai đang đói khát có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta như những người phung nhận biết chúng ta có tin vui mà nhiều người cần nghe. Chúng ta có phước hạnh mà chúng ta có thể san sẻ ra cho nhiều người. Xin Chúa ban phước để chúng ta không ích kỷ đến độ chúng ta giữ những phước hạnh cho riêng mình, mà chúng ta sẽ ra đi, chúng ta sẽ rao báo tin lành của Chúa. Chúng ta sẽ sử dụng ơn quyền mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta phục vụ những người có nhu cầu. Cảm ơn Chúa. Như những người phung đã làm, chúng ta cũng cần phải ra đi rao báo từ cái chỗ đang hưởng một cách cá nhân. Chúng ta muốn báo cho những người khác, chia sẻ với họ rằng có một khối lượng thức ăn rất lớn, phước hạnh rất lớn
mà dân ở trong thành có thể đổ ra để có thể nhận được, để giải quyết nan đề của họ. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta cần được nhắc nhở đó là chúng ta được chọn bởi ân điển của Chúa. Như những người phun, chúng ta có thể bị phân biệt đối xử. Chúng ta có thể nói rằng mình không đủ tiêu chuẩn, bị khước từ bởi những người xung quanh. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta. Cảm ơn Chúa. Câu số 9 cho thấy bây giờ họ bèn nói với nhau rằng chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Chúng ta thấy ở tại đây khi nói đến việc mang quyền năng của Đức Chúa Trời và tin lành của ân điển của Ngài, thì Đức Chúa Trời không tìm những người hội đủ điều kiện hay là thành công theo định nghĩa của con người, mà Chúa dùng những ai sẵn lòng. Cảm ơn Chúa. Điều kiện mà Chúa Ngài muốn tìm thấy nơi chúng ta tại đây đó là cái bằng lòng của chúng ta. Chúng ta không cần bằng cấp, nhưng mà chúng ta bằng lòng để Chúa Ngài sai phái chúng ta đi. Chúng ta bằng lòng để Chúa Ngài sử dụng. Chúng ta bằng lòng để Chúa Ngài làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Chúng ta bằng lòng chịu đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, kể mình chết đối với con người bản ngã và chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Anh chị em còn nhớ một trong những người truyền giáo đầu tiên ở trong Tân Ước là người đàn bà ở thành Samari đi ra lấy nước ở tại giếng Sychar. Bà có một cái quá khứ khá đặc biệt. Mà có lẽ vì bà không muốn ánh mắt dòm ngó, sợ hãi, theo dõi của những người đàn bà khác ở trong thành. Cho nên thay vì đi với các chị em phụ nữ của mình vào lúc trời còn mát để đi ra giếng lấy nước cho nhu cầu của gia đình của mình ở trong ngày hôm đó, thì bà chờ cho đến giữa trưa. Lúc đó người ta đã tránh nắng và ở trong nhà để cho mát. Thì bà đi ra, bà gặp gỡ Chúa Giê-xu, kinh nghiệm được sự giúp đỡ của Chúa Giê-xu và nghe lời Ngài hứa rằng nước mà Ngài ban cho, khi bà uống vào thì sẽ không còn khát nữa, nhưng là một mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta người đàn bà này đã chạy vào trong thành, báo tin vui và kêu gọi dân chúng ở trong thành hãy ra đây gặp gỡ Đấng mà đã nói tất cả những điều mà tôi đã làm. Có thể nói một lần nữa, như bốn người phun cùi, người đàn bà Samari không xứng đáng chút nào, nhưng khi khám phá ra và có một tấm lòng mà xin Chúa Ngài đặt để trong chúng ta, đó là tấm lòng đi và rao báo tin vui, đi và san sẻ tin tức tốt lành, thì Chúa Ngài đã sử dụng bà. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là dân chúng ở trong thành chạy ra, họ nghe Chúa Giê-xu Ngài rao giảng, Ngài giúp đỡ cho họ. Cuối cùng họ đến với Chúa. Nhưng mà họ cũng xoay qua nói với người đàn bà này, đó là chúng tôi đi ra và đã nghe Ngài phán chứ không phải vì ngươi đâu. Có một sự khinh miệt như vậy, có một sự dè dữ như vậy. Nhưng anh chị em, tin lành của Chúa, tin vui cũng đã được rao báo cho họ. Nhờ đó mà họ đã được phước. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ giống như bốn người phun. Chúng ta cần được nhắc nhở, đó là chúng ta không nhất thiết phải là những người đặc biệt theo tiêu chuẩn của thế gian. Có thể anh chị em trong những ngày qua, từ lúc tiếp xúc và đeo đuổi ân của Chúa, muốn bước đi trong một sự sống, bước đi theo Thánh Linh, thì chúng ta đã bị những người khác ở trong hội thánh nơi chúng ta sinh hoạt ghẻ lạnh và xem thường chúng ta. Chúng ta cũng có thể bị phân biệt đối xử. Nhưng anh chị em, đừng để cho những điều đó ngăn trở chúng ta. Bởi vì trước mặt Đức Chúa Trời, nếu chúng ta biết ngày hôm nay là ngày có tin lành mà chúng ta trễ nải trong việc rao báo, thì chúng ta phải chịu một trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Nhưng xin Chúa cho để như người đàn bà Samari, bốn người phun cùi này, chúng ta không để ý đến cái không có của mình, nhưng mà chúng ta tập trung vào điều mình có, để chúng ta sẽ trở nên nguồn phước cho nhiều người. Vì Đức Chúa Giê-xu có thể sử dụng chúng ta, Ngài chọn như vậy. Phao-lô nói đến điều này ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 26 đến 31. Ông nhắc nhở các anh em ở tại thành Cô-rinh-tô thế nào, họ cũng như ông không có một cái tiêu chuẩn nào theo như định nghĩa của con người là sẽ được Chúa Ngài sử dụng. Nhưng Chúa chọn và Chúa Ngài làm việc với họ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 26 đến 31. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt. Nếu chúng ta nói mình không khôn ngoan đủ, cảm ơn Chúa chúng ta ở trong số của những người Chúa có thể dùng chúng ta.
chẳng nhiều kẻ quyền thế. Chúng ta thấy mình không có gì đặc biệt, nhưng mà Chúa cũng có thể sử dụng chúng ta. Chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Một câu 30 anh chị em tuyệt vời đây. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự linh thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Tất cả những điều đó Đức Chúa Jesus Ngài đã làm thay cho chúng ta rồi. Ngài chính là sự khôn ngoan, Ngài chính là sự công bình, Ngài chính là sự linh thánh và là sự cứu chuộc cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta không sống cho mình nữa, không sống dựa trên sức của mình nữa, hay là con người xác thịt nữa, nhưng mà chúng ta chọn sống trong đức tin của con của Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta. Để rồi chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng mà để Christ sống xuyên qua chúng ta. Ông chị em, đây là một khám phá tuyệt vời mà tôi cầu nguyện rất nhiều để hết thảy chúng ta khám phá cho bằng được. Đó là Chúa có thể sống xuyên qua chúng ta. Tất cả những sự giàu có phong phú của Đức Chúa Trời đã đặt ở trong Đức Chúa Jesus Christ có thể thể hiện qua chúng ta, bởi vì chúng ta chọn sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã phó chính mình Ngài vì chúng ta. Một sự dự bị tuyệt vời, một hậu cần hết sức là hùng hậu, có thể yểm trợ chúng ta khi chúng ta chịu sai phái và ra đi. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Ngài chọn những con người không ra chi theo đời này, không khôn ngoan theo xác thịt, cũng không có quyền thế, nhưng mà Chúa Ngài ban cho sự khôn ngoan thiên thượng, Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền thuộc linh, Ngài ban cho chúng ta sự sang trọng của Chúa khi Ngài lấy vinh hiển và sang trọng mà Ngài đội trên đầu của chúng ta, như Thi Thiên thứ 8 nhắc cho chúng ta điều đó. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài làm như vậy để cho làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở giữa thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm cho những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa chọn con đường này để Chúa trọn vẹn được vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Bằng không chúng ta sẽ chiếm sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta nói tôi cũng khả dĩ, tôi được cái này, tôi được khả năng kia, tôi cũng khôn ngoan vân vân, cho nên Chúa mới dùng tôi. Và bây giờ chúng ta chiếm hết tất cả sự vinh hiển của Chúa. Nhưng chúng ta nhận biết và Đức Chúa Trời Ngài chọn làm như vậy để không ai khoe mình. Nếu có khoe mình thì câu 31 nói rằng hầu cho như có lời chép rằng ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Cảm ơn Chúa, tôi hôm nay như thế nào ấy là nhờ ân điển của Chúa. Tôi làm được những việc này bởi vì Chúa đang hành động ở trong tôi, Chúa đang ở trong tôi. Tôi làm những việc này và có kết quả là bởi vì quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết đang ở trong tôi. Tôi làm những việc này vì đấng ở trong tôi là lớn hơn kẻ trong thế gian. Khi tôi có thể nhân danh Chúa trị quỷ thì quỷ nó phải vâng lời. Cảm ơn Chúa. Thứ ba mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ, đó là chúng ta là phải là những người chọn thay đổi từ tôi không thể sang tôi có thể. Anh chị em, trong tất cả những môn học, chương trình huấn luyện, thì chúng tôi muốn ý tưởng này được truyền đạt đến với anh em. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong thái độ tôi không thể làm điều này, tôi không thể làm điều kia, dường như là Đức Chúa Trời có chọn những thành phần đặc biệt ở trong vương quốc của Ngài để sử dụng họ như là những đầy tớ được Chúa đại dụng. Chúng ta xem họ như là một người thuộc về một đẳng cấp khác. Ngày xưa thì tôi đọc Kinh Thánh, khi thấy quyền năng của Chúa vân vân, thì tôi có một thái độ đó là chuyện ở trong Kinh Thánh, đó là sứ đồ, đó là môn đồ của hậu thánh đầu tiên vân vân. Thì Chúa nhắc nhở tôi đó rằng Đức Chúa Trời của họ cũng là Đức Chúa Trời của tôi. Họ được Chúa sử dụng, Ngài cũng có thể sử dụng tôi khi tôi bằng lòng nhận đời sống của mình ở trong tay của Chúa để Chúa Ngài giúp đỡ, Ngài sử dụng. Bạn chị em, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta xóa đi một cái tư tưởng đó là chuyện ở trong Kinh Thánh. Điều đó sẽ ngăn trở chúng ta. Ngày hôm nay, Chúa vẫn làm việc trên những người môn đồ thật, trên những người dám tin, trên những kẻ tin. Vì kẻ tin sẽ được các dấu lạ này cặp theo, đi theo, rượt đuổi theo họ. Đừng ai trong chúng ta tự loại mình ra khỏi cái vị trí được Chúa Ngài sử dụng, đại dụng và tận dụng, vì chúng ta cho rằng mình không xứng đáng. Chấm dứt
sử dụng từ ngữ mà tôi tin rằng chính Đức Chúa Giêsu, Thánh Linh của Chúa đã soi sáng để nhắc nhở nhiều lần. Đó là có Đức Chúa Trời hành động với chúng ta, làm việc trong chúng ta, thì không một việc chi là khó cho Chúa. Không việc chi là khó cho Đấng đang ở trong chúng ta. Không việc chi là khó cho Đức Giêsu Christ, Đấng mà chúng ta khi chọn sống trong đức tin ở Ngài và để Chúa Ngài sống xuyên qua chúng ta, không có việc gì là khó cho Ngài. Cho nên thay đổi ngôn ngữ của chúng ta, nó sẽ thay đổi đời sống của chúng ta. Chính ngôn ngữ chúng ta nói riết, chúng ta thấy nó nhập tâm. Chúng ta cứ nói mình không ra chi, vô dụng, vân vân, thì chúng ta suốt đời sẽ ở trong tình trạng đó. Nhưng chúng ta có thể tiến đến một bước để chúng ta được Chúa Ngài sử dụng khi chúng ta nói như sứ đồ Phaolô đã từng tuyên bố: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Ai làm? Tôi. Tôi làm được mọi sự. Tôi làm được có nghĩa là chúng ta có thể làm được. Tôi làm được mọi sự. Bao nhiêu sự anh chị em? Mọi sự. Nhưng mà không phải mình, nhưng mà nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Cảm ơn Chúa. Hãy nói với chính mình ngay trong thời giờ này. Nếu cần hãy nói lớn lên. Ngay tại chỗ anh chị em đang ngồi cùng học Kinh Thánh với chúng tôi trong thời giờ này, hãy nói lớn tiếng: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Ôi xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ một ngày đứng ở trước mặt Chúa và mọi người, và chúng ta có thể nói như Phaolô nói: tôi làm. Tôi làm được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Cảm ơn Chúa. Để rồi chúng ta nhờ cậy Chúa và được Chúa Ngài sử dụng trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, có bao giờ anh chị em mơ ước mình cầu nguyện cho một người và thấy người đó được chữa lành tức khắc không? Tôi tin rằng là những người con Chúa, khi chúng ta nhận thấy nhu cầu của những người lân cận của chúng ta, chúng ta có thể nghe những lời làm chứng và cũng đã thấy việc Chúa làm trên cuộc đời của một số người, và chúng ta cũng ao ước điều đó. Tôi sẽ đặt tay trên người ta và người ta sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành. Tôi sẽ nhân danh Chúa giải cứu người và người ta được tự do ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Có bao giờ anh chị em nghĩ mình sẽ đem một lời tiên tri, một lời khôn ngoan và tri thức theo ân tứ mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta chia sẻ cho một ai đó và thấy cuộc đời của họ được thay đổi hoàn toàn? Tôi ước mơ tốt và cũng hãy nhận biết rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta như vậy. Tôi muốn nói đến một cuộc sống mà chúng ta có thể kinh nghiệm hàng ngày. Cảm ơn Chúa vì anh chị em được sinh hoạt ở trong hội thánh, mà Chúa Ngài làm những công việc lạ lùng của Ngài. Mặc dù hiếm, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã nếm trải được ở trong ơn của Chúa. Vì Chúa Ngài cho chúng ta đã thấy, đã chứng kiến. Nhưng chị em, xin Chúa Ngài giúp đỡ để qua bài học này chúng ta sẽ tấn tới. Chúng ta sẽ không chấp nhận vấn đề là chúng ta để cho những người mà chúng ta gọi là đầy tớ của Chúa làm công việc này. Ước mơ của chúng tôi huấn luyện, trang bị để tất cả chúng ta đều là những người hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, và kết quả như những người đi trước đã sử dụng khi chúng ta kiện toàn những điều này trong đời sống của chúng ta. Và tôi cũng cảm ơn Chúa vì khi chúng ta nhóm nhau lại, hãy thảy chúng ta cùng hiệp lòng, hiệp ý và tạo một bầu không khí thuộc linh thật là tốt đẹp để dấu kỳ phép lạ có thể xảy ra. Cảm ơn Chúa vì sự nhóm lại với hội chúng. Nhưng điều mà tôi tin rằng Chúa muốn nhìn thấy trong đời sống của chúng ta là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy, khi anh chị em tại sở làm, anh em tại chỗ, anh chị em phục vụ trong khu xóm của anh chị em, ở những nơi với những con người mà chúng ta tiếp xúc, bất cứ nơi nào mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta sẽ thấy sự siêu nhiên thể hiện để chúng ta có thể trở nên những người cơ đốc nhân siêu nhiên trong ơn của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ. Một lần nữa tôi xin chỉ cho anh chị em những cái lý do tại sao chúng ta còn bị mắc kẹt, chúng ta chưa tấn tới được. Vì chúng ta có một số lý do ngăn trở. Xin Chúa cho để hôm nay chúng ta sẽ giải quyết. Cầu nguyện chữa lành cho người đau ốm trong sinh hoạt của hội thánh hay là trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta hãy xem xét, chúng ta thấy có lý do nào trong các lý do này. Xin Chúa cho buổi tối hôm nay chúng ta giải quyết. Bên chị em ơi,
nhu cầu của những người xung quanh của chúng ta rất nhiều. Tôi có thể nói rằng một mình lo không xuể. Và ao ước rằng Chúa Ngài sẽ dấy lên nhiều anh chị em để có ơn của Chúa và được Chúa Ngài sử dụng. Để Chúa Ngài cho phép lớn hơn cả chức vụ của chúng tôi. Bởi vì nhu cầu của những người lân cận của chúng ta, nhu cầu của dân tộc của chúng ta rất lớn. Xin Chúa Ngài dấy lên nhiều người nữa trong ơn của Ngài. Hoặc chúng ta có thể ra đi theo tiếng gọi của Chúa và được Chúa Ngài sử dụng chúng ta một cách lớn lao. Vì tất cả những người hiện tại đang được Chúa Ngài sử dụng thì chưa thấm gì hết so với là nhu cầu của cộng đồng, nhu cầu của dân tộc của chúng ta. Những người cần được giúp đỡ, những người cần được cứu rỗi ở trong Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta có thể ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Thì chúng ta cần nhận biết những lý do ngăn trở này. Ngăn trở thứ nhất mà tôi nghe rất thường đó là tôi không có kinh nghiệm. Anh chị em, chúng ta không thể nào chờ cho đến khi mình có kinh nghiệm mình mới ra đi. Bởi vì kinh nghiệm nó đến từ việc chúng ta bắt tay vào làm việc. Khi chúng ta nói một người đầy kinh nghiệm, có nghĩa là người đó đã làm cái việc đó làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng mà cái bắt đầu của họ thì không thể nào làm cái người tự nhiên bắt đầu là người đầy kinh nghiệm được. Anh em thấy cái vô lý của việc chúng ta ngồi chờ cho mình có kinh nghiệm. Đó là việc sai. Cứ hãy bắt đầu. Chúa sẽ nâng đỡ, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta để rồi chúng ta sẽ làm. Có những lúc chúng ta cũng có thể thấy chưa có việc gì xảy ra. Nhưng cứ làm. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ quyết định là con bắt đầu ngày hôm nay. Chỗ nào con thiếu xin Chúa nâng đỡ cho. Xin Chúa lấy cánh tay mạnh sức của Ngài mà giải cứu con. Vì lòng của con rất muốn phục vụ Chúa. Ở trong thập niên 90, con đệ tớ của Chúa đã được Chúa Ngài ban phước một cách rất đặc biệt, vận hành trong ân tứ của Đức Thánh Linh một cách rất đặc biệt. Và Chúa Ngài sử dụng ông để có thể hướng dẫn một số các hội thánh được gọi là hội thánh vườn nho. Tôi muốn nói đến một sư John Wimber. Trong một tài liệu tôi đọc, thì ông nghe Chúa Ngài hướng dẫn ông, con hãy cầu nguyện cho những người cần được sự chữa lành. Và ông đã táo bạo làm công việc đó, mặc dù lúc bấy giờ ít có ai làm công việc này. Hội thánh của Chúa dường như bị thất truyền việc này gần 100 năm. Trước đó có những thế hệ đi trước đã được Chúa Ngài sử dụng cách lớn lao. Nhưng mà trong lịch sử cận đại của ông trong lúc đó thì rất hiếm. Nhưng mà ông đã trung tín làm việc. Ông cầu nguyện. Và tài liệu ghi lại cho chúng ta rằng ông cầu nguyện mà chưa có ai được chữa lành hết. Gần một năm mà chưa có ai được chữa lành. Ông trở lại, ông khóc với Chúa và nói rằng Chúa sai con làm công việc. Nhưng tại sao cho đến giờ phút này con vẫn chưa thấy ai được chữa lành? Thì ông nghe Chúa Ngài trả lời với ông, bởi vì con trung tín, cho nên bắt đầu ngày hôm nay con sẽ bắt đầu thấy. Và sau đó thì ông kinh nghiệm, thấy kết quả của việc ông phục vụ và kết quả một cách rất là nhiều. Chúa cho ông trải qua những ngày đó, để ông học biết và rút kinh nghiệm những cái cách mà mình nghĩ rằng mình có thể phục vụ và đem lại sự chữa lành cho người cần được chữa lành, không đúng theo như điều Chúa dạy. Để ông rút kinh nghiệm mà không làm những công việc đó, mà nhận những kinh nghiệm mà Chúa Ngài làm việc hướng dẫn dạy dỗ, để ông có thể chia sẻ và huấn luyện lại cho người khác. Cảm ơn Chúa. Điều mà tôi muốn nói đến tại đây đó là không ai bắt đầu với đầy kinh nghiệm. Công việc của chúng ta là tin và nhường đời sống của mình cho Chúa sống xuyên qua chúng ta. Rồi kết quả chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài sẽ ban phước ở trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta dùng việc thiếu kinh nghiệm hay là chưa có kinh nghiệm để từ chối không ra đi, không phục vụ, thì chúng ta biết rằng không ai có thể bắt đầu. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì có những người đã vân phục. Đến một cái thời điểm thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã sai phái các môn đồ của Ngài ra đi để chữa lành cho kẻ đau và rao giảng tin lành. Trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 35 đến 38, đây là lần đầu tiên Chúa Ngài sai phái họ đi ra. Trước đó thì họ quan sát những gì Đức Chúa Giêsu Ngài làm. Và tôi tin rằng Chúa Giêsu Ngài đã theo một cái nguyên tắc được gọi là nguyên tắc
truyền tải và huấn luyện người. Đó là tôi làm, bạn quan sát. Rồi giai đoạn thứ hai, chúng ta cùng làm. Rồi giai đoạn thứ ba, đó là bây giờ bạn làm, tôi quan sát. Cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu, Ngài sai phái các môn đệ của Ngài. Sau khi Chúa làm và họ quan sát, rồi Chúa Ngài sai phái họ trong Ma-thi-ơ chương 9, câu 35-38, Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước của Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám đông thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bàn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến ở trong mùa của mình. Và qua chương 10 câu số 1, Đức Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Đức Giê-xu Ngài giúp đỡ cho những người môn đồ của Ngài thấy được nhu cầu như Chúa thấy. Đó là một đám đông rất là lớn của những người đang cần sự giúp đỡ. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Chúa chờ đợi để các môn đồ của Ngài cũng thấy cùng một bức ảnh mà Chúa thấy. Tôi xin Chúa Ngài cho để chúng ta cũng sẽ có ánh mắt này như Chúa đã thấy. Động lòng thương xót những người đang ở trong sự đau khổ của ốm đau, bệnh tật, của việc bị ma quỷ ức hiếp. Và để cho lòng thương xót của Chúa làm việc một cách mạnh mẽ trong lòng của chúng ta, để chúng ta sẽ đi đến một cái quyết định là bằng lòng để Chúa Ngài sai phái chúng ta ra đi để giúp đỡ cho nhiều người. Mát chương 6 câu 17-13 cho chúng ta trong một lăng kính khác cùng một câu chuyện này. Nhà bàn kêu 12 sứ đồ bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho các sứ đồ đi đường, đừng đem theo chi hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng. Chỉ đem một cây gậy mà thôi. Chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi dính ở chân của mình để làm chứng cho họ. Vậy các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa lành, và chữa cho được lành. Cảm ơn Chúa. Có mấy điều mà tôi khuyến khích anh chị em để đến tại đây. Là Chúa bắt đầu sai đi từng đôi. Rồi phần của Chúa thì Ngài ban cho họ quyền phép để trừ tà ma. Rồi Chúa Ngài truyền lệnh cho các môn đồ của Chúa. Và cái việc mà chúng ta thấy, tại sao Chúa lại khuyến khích họ làm như vậy? Đó là đi với một cái sự gọi là chuẩn bị tối thiểu. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường, đừng đem theo chi hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc ở trong dây lưng. Nếu không đem bánh, không đem bao túi theo, thì nhất Chúa cũng cho có đem tiền theo để có cái gì mua thức ăn. Nhưng mà không, Chúa bảo đừng làm như vậy. Rồi chỉ đem một cây gậy mà thôi. Rồi chỉ mang dép và đừng mặc hai áo. Tôi tin rằng Chúa Ngài cẩn thận giúp đỡ cho các môn đồ của Chúa để đặt họ vào trong cái vị trí là họ phải luôn luôn nhờ cậy Chúa trong sự cầu nguyện và trong đợi sự tiếp trợ từ Chúa. Chúa dạy họ một nguyên tắc rất là quan trọng. Khi chúng ta ra đi thì chúng ta phải nương cậy vào sự tiếp trợ của Chúa luôn luôn. Nếu chúng ta như các môn đồ của Chúa đi mà mang theo bánh nè, rồi bao, rồi tiền bạc ở trong lưng, trong dây lưng của mình, thì họ sẽ không biết nhờ cậy Chúa. Vì đói, họ đã chuẩn bị sẵn bánh để ăn. Họ ra đi mà họ cần mua thức ăn, họ có tiền để có thể mua thức ăn. Thế mà đằng này Chúa Ngài bảo họ đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng. Chỉ đem một cây gậy mà thôi. Chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Tức là đi với một cái sự chuẩn bị tối thiểu về phần của mình, họ cho mình có thể tiếp nhận cái sự giúp đỡ từ nơi Chúa, trong đợi sự tiếp trợ từ nơi Chúa cho thuộc thể cũng như thuộc linh. Cho thuộc thể và nhắc cho nhu cầu thuộc linh cũng giống như vậy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta học bài học này theo như nguyên tắc mà Chúa Ngài dạy các môn đệ của Chúa. Rồi chúng ta phải luôn luôn mong đợi
ơn của Chúa thi thố xuyên qua chúng ta. Mong đợi Chúa Ngài tiếp trợ cho chúng ta. Và bằng không chúng ta sẽ lại nương về cái cuộc sống của xác thịt, cậy nhờ vào trong sức riêng của mình. Nhưng Chúa Ngài dạy không mang gì theo để họ đặt mình vào chỗ phải nhờ cậy sự tiếp trợ của Ngài. Anh xem đây là một khám phá hết sức là tuyệt vời. Tôi khi thành lập hội thánh của Chúa ở tại đây, trải qua những ngày mà về vấn đề tài chính cũng như là những cái tài nguyên rất giới hạn, có những lúc tôi cũng thắc mắc với Chúa, Chúa ơi tại sao con đi học trường Kinh Thánh mà đến cái lúc thi cuối khóa thì người ta không cho con thi bởi vì con chưa trả hết cái tiền học phí. Chúa để ở trong cái hoàn cảnh đó để biết nhờ cậy, và khi Chúa Ngài tiếp trợ thì được Chúa Ngài xác nhận đó là Ngài thấy và Ngài biết hết tất cả nhu cầu của tôi, và Ngài đóng những cái dấu ấn như vậy của những công việc siêu nhiên của Ngài để giúp đỡ cho tôi biết nhờ cậy Chúa những ngày còn lại của chức vụ của mình. Rồi khi thành lập hội thánh của Chúa thì chúng tôi được người ta sử dụng như là một cái thí nghiệm. Vì trước tôi bắt đầu hội về Chúa tại tiểu bang Texas này thì có một vài mục sư người Việt Nam đã được giáo hội của tiểu bang yểm trợ gọi là trọn gói, một cái số lương rất cao và nhiều cái phúc lợi cặp theo. Nhưng mà quan sát và họ thấy rằng cái chức vụ này nhiều năm họ yểm trợ một cách gọi là trọn thời gian với lương rất là cao như vậy mà không có kết quả. Thì tôi lại lọt vào trong danh sách của những người họ thí nghiệm, tức là yểm trợ một cách tối thiểu xem chuyện gì xảy ra. Cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời, Ngài thấy, Ngài biết hết tất cả và Ngài cho phép việc đó xảy ra. Để rồi chúng tôi học nhờ cậy Chúa luôn luôn. Nhờ cậy Chúa cho sự yểm trợ của Ngài, cho lương từng tháng, thức ăn từng tháng. Như tôi đã từng chia sẻ với anh chị em, có một lúc khi chiếc xe duy nhất của chúng tôi bị đánh cắp. Và khi cảnh sát tìm được chiếc xe của chúng tôi thì ăn trộm nó đã lấy cái tủ vít để nó bẻ bể cái ổ steering wheel, cái ổ của tay lái để câu direct để ăn cắp xe. Thì cái tiền để sửa chữa hết nửa tháng lương của chúng tôi trong lúc bây giờ. Rút lấy giờ thì chúng tôi có đứa con đầu tiên. Chúng tôi nhìn nhau và nói rằng bây giờ xe phải sửa, mình mới có xe để chạy để hầu vị Chúa. Và như vậy thì nửa tháng còn lại làm sao để mình sống đây. Và cảm ơn Chúa, cầu nguyện, không nói cho ai biết, chỉ cầu nguyện. Và Chúa Ngài đáp lời bằng cách là Ngài đã chuẩn bị sẵn để có một hội thánh của người Mỹ. Họ đã làm một cái buổi đấu giá về những người đem những cái món ở trong nhà của họ mà không có sử dụng để đem đấu giá, và họ đã thu được một cái số tiền. Họ làm một cái ngân phiếu gửi đến cho chúng tôi đúng chính xác cái số tiền mà chúng tôi cần để sống 2 tuần còn lại trong cái tháng đó. Chúa biết. Và chính điều đó cũng xác nhận một lần nữa cho chúng tôi rằng Chúa Ngài tiếp trợ. Và cảm ơn Chúa. Từ đó chúng tôi có một cái ước mơ là hội thánh sẽ không nhận sự yểm trợ tài chánh của giáo hội nhiều năm, nhiều tháng. Không nhờ cậy vào họ, nhưng mà nương nhờ vào Đức Chúa Trời. Cho nên tôi đặt một cái mục tiêu là xin Chúa cho để năm thứ 3, từ khi hội thánh được thành lập, chúng con sẽ không nhận bất cứ một cái sự yểm trợ tài chánh nào của giáo hội nữa. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời thấy, Ngài biết. Và Chúa Ngài đã ban phước để năm thứ 3 chúng tôi đã làm công việc đó. Nói với giáo hội rằng chúng tôi bây giờ muốn tự trị và kêu gọi các con cái của Chúa trong hội thánh học dân hiến. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài ban phước cho tấm lòng và thái độ đó. Cho nên VBC Hữu Sinh của chúng ta ở trong gần 3 thập niên đi tiên phong và đứng đầu trong số hội thánh Việt Nam, trong tất cả các hội thánh Việt Nam có số dân hiến về để yểm trợ cho quỹ truyền giáo của giáo hội mạnh nhất, nhiều nhất. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng tôi cũng bị ép khi dùng máy photocopy để làm tờ chương trình. Thì một hôm tôi đến văn phòng của hội thánh Mỹ lúc bây giờ giúp đỡ cho chúng ta thành lập hội thánh. Thì bà thủ quỹ đã nhìn mặt tôi, điểm mặt tôi và nói rằng kể từ ngày hôm nay anh đi ra ngoài để anh photocopy vì chúng tôi không yểm trợ cho công việc này nữa. Bà cũng làm khó rất là nhiều. Thì
Thì chúng tôi ngửa trong nơi sự tiếp trợ từ nơi Chúa và cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước. Và cuối cùng thì Chúa Ngài đã ban phước. Ước mơ của chúng tôi là nhóm của chúng tôi có thể mượn cơ sở để nhóm lại hàng tháng. Tôi vui mừng và trả lời với bà được. Đây là cơ sở Chúa Ngài ban cho bà được hoan nghênh ở tại đây. Cảm ơn Chúa. Chúa dạy các môn đệ của Chúa ở trong điều này, tôi mở ngoặc để nhắc nhở anh chị em để chúng ta biết nhờ cậy Chúa. Chúa Ngài dạy cho các môn đệ của Chúa đừng chuẩn bị một cách đầy đủ đến độ mình không thấy mình cần Chúa nữa. Và Chúa Ngài đưa họ vào ở trong một cái chỗ Ngài dạy họ không mang gì theo để họ đặt mình vào chỗ phải nhờ cậy sự tiếp trợ của Chúa. Có phiêu lưu đó, có thách thức đó, nhưng mà khi kinh nghiệm được sự tiếp trợ của Chúa thì là tuyệt vời nhất, một bài học, một cái sự xác nhận mà chúng ta sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn Chúa. Tôi chia sẻ điều này để kích lệ anh chị em. Chúng ta phải đặt đời sống của chúng ta vào trong vị trí chúng ta phải nhờ cậy sự tiếp trợ từ nơi Chúa. Luca chương 9 câu 1 cho đến câu số 6, Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh, rồi Ngài sai đi rao giảng về nước của Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Một lần nữa chúng ta để ý trên đây, Luca ghi lại cho Ngài dạy rằng: đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem hai áo. Hãy các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp, rước các ngươi hãy ra khỏi thành của họ và phủi bụi chân của mình để làm chứng nghịch cùng họ. Vậy các sứ đồ ra đi, từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Cảm ơn Chúa. Luca chương 10 câu 1 cho đến câu số 20, Chúa Ngài sai phái 70 môn đồ khác cũng cùng một nguyên tắc. Cái đó Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến ở trong mùa của mình. Hãy đi, này ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Đừng đem túi, bao, dài và đừng chào ai dọc đường. Hãy các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác, hãy các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa cái bệnh ở đó, và nói với họ rằng nước của Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Xong hãy các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng đối với các ngươi chúng ta sẽ phủi bụi của thành của các ngươi đã dính ở chân của chúng ta. Nhưng trước hết, nhưng phải biết nước của Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Khốn cho mày thành Corazin, khốn cho mày thành Bethsaida. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay đem làm trong thành Tyre và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao, không sẽ bị hạ tới dưới âm phủ. Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta. Ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng lại Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: ta thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giải độc rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Mừng vì mình là người của Chúa. Mình là người của gia đình. Mình là người của nước trời. Thẩm quyền được ban cho những người thuộc về con của Chúa để ra đi và bày tỏ đường lối của vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong việc lấy sức mạnh, quyền năng của Chúa và thẩm quyền Chúa Ngài ban cho để giúp đỡ những người có nhu cầu. Cảm ơn Chúa. Trong phần kinh thánh này cũng như các phần khác cũng có một sự dạy dỗ khác mà chúng ta cũng cần nhớ, là Chúa căn dặn các môn đồ của Chúa đừng đi nhà này sang nhà khác. Có một cái sự mong đợi mà Chúa Ngài muốn các môn đồ của Chúa thấy, đó là nhờ cậy và sống với cái kết quả của tin lành. Mình giảng tin lành thì những người nghe đạo của Chúa cũng sẽ có cái trách nhiệm để yểm trợ mình. Hầu cho họ cũng kinh nghiệm, ban cho là có phước hơn là nhận lãnh, và tập cho họ để họ cũng có thể trân quý vì tin lành của Chúa đã được truyền tải đến cho họ. Xin Chúa ban ơn để chúng ta học biết những điều này. Vấn đề tại đây không phải là chúng ta có kinh nghiệm hay không, mà là khi nào chúng ta sẵn sàng, sẵn lòng để bắt đầu. Rồi chúng ta sẽ thấy công việc của Chúa. Khi chúng ta ra đi, chúng ta mới có thể kinh nghiệm và chứng kiến việc
lạ lùng Chúa làm. Ở nhà chúng ta sẽ rất ít thấy. Nhưng mà chúng ta ra đi, chúng ta sẽ thấy Chúa gặp gỡ chúng ta ở trên mọi nẻo đường. Khi chúng ta ra đi, rao giảng vương quốc của Đức Chúa Trời và phục vụ trong ơn của Chúa. Một ngăn trở khác mà cũng có thể xảy ra khi chính vì sự kiêu ngạo đã giữ chặt chúng ta. Khi chúng ta quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Chúng ta sợ mất mặt. Có nhiều người sợ nói rằng khi tôi cầu nguyện, tôi đặt tay mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao mục sư? Câu trả lời cho chúng ta thấy, câu hỏi cho chúng ta thấy đó là người này sợ mất mặt. Có nghĩa là chưa chết. Vì người chết, chịu đóng đinh với Chúa, chết với con người bản ngã, đã chết rồi thì không còn sợ mất mặt. Anh chị em đây đều lo lắng vào trong tấm lòng của mình. Tại chúng ta còn sống, chúng ta còn yêu cái bản ngã của mình quá. Cho nên chúng ta muốn bảo vệ nó, sợ nó mất cái sĩ diện của nó. Xin Chúa cho chúng ta phó mình ở trong tay của Chúa, chịu đóng đinh vào thập tự giá với Chúa, chết với Chúa. Vác thập tự giá đi theo Chúa. Như là mình đã bằng lòng kể mình đã chết với Chúa rồi. Thì anh chị em sẽ thấy rằng lúc bây giờ chúng ta sẽ không biết sợ. Chúng ta cũng không sợ mất mặt. Và chúng ta đặt mình vào trong một cái trạng thái rất dễ để Chúa có thể sử dụng chúng ta. Cảm ơn Chúa, liều mình đi theo Chúa. Kể mình đã chết để Chúa có thể sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một điều khác chúng ta để ý đến ở đây đó là Chúa nghe biết có cái sức mạnh của một đội hình. Ở đây Chúa sai đi từng đôi. Chúa có thể sắm sẵn và đang có một cái người bạn đồng đội mà Chúa ngài đã chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta yểm trợ nhau. Như chúng ta thấy khi Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ, khi phép lạ xảy ra thì ông Giăng đang đứng kế bên cạnh Phi-rơ. Mà chúng ta để ý công vụ cái sứ đồ luôn nhắc Phi-rơ và Giăng trong hoàn cảnh đó. Mọi chuyện chúng ta nghe là chính miệng của Phi-rơ là người nói, nhưng mà cái việc đứng bên cạnh và trong đội hình thì Kinh Thánh kể cho công việc đó là việc của Phi-rơ và Giăng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban ơn để anh chị em sẽ tìm gặp cái người bạn đồng đội mà Chúa ngài đã chuẩn bị để cùng đồng hành với chúng ta. Có thể là vợ chồng, có thể là anh chị em ở trong Chúa, mà chúng ta có thể phái nữ đi chung với phái nữ, phái nam đi chung với phái nam, để chúng ta cùng nhau phục vụ, yểm trợ lẫn nhau ở trong ơn của Chúa. Một người phục vụ, một người cầu thai và thay phiên với nhau để chúng ta có thể phục vụ một cách kết quả, yểm trợ tinh thần của nhau. Cảm ơn Chúa. Và thứ hai, một lý do diện dẫn đó là tôi không đủ tiêu chuẩn và không tốt đủ. Anh chị em, một lần nữa như chúng ta đã được nhắc nhở ở trên, không một con người nào là đủ tiêu chuẩn và tốt đủ để xứng đáng được Chúa ngài sử dụng. Không phải chúng ta, mà tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta. Không phải tự nơi công đức riêng của mình, như Phi-rơ đã trả lời với dân chúng. Sao các ngươi ngó sững chúng ta làm như là bởi công đức riêng của chúng ta mà đã làm cho người này đi được không? Bởi đức tin nơi danh của Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Nếu bạn liệt kê tất cả những người bạn cho rằng họ là những người hiệu quả nhất ở trong thời đại của chúng ta, thì hãy biết rằng những con người đó không ai ở trong họ cho rằng họ đủ tiêu chuẩn cả. Nếu có thể nói ở trong thời cận đại của chúng ta, cho đến 2 năm về trước, trong nhà truyền giáo được Chúa ngài sử dụng một cách rất là lớn lao ở tại Phi Châu và một số nơi khác ở trên thế giới là Reinhard Bonnke. Ông là người Đức đã được Chúa ngài ban phước và sai phái đi qua Phi Châu. Tại cuối cùng cuộc đời của ông đã hướng dẫn hơn 60 triệu người tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa để sống qua chức vụ của ông và các cuộc truyền giảng lớn mà Chúa ngài đã dùng ông để rao giảng lời của Chúa. Tôi có dịp để gặp gỡ ông một cách cá nhân. Ông cũng chia sẻ một điều để xác nhận con người của chúng ta, tự chúng ta không xứng đáng, nhưng mà bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh, bởi ơn của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta có thể làm được những gì Chúa ngài sai phái chúng ta. Cảm ơn Chúa. Không ai là hoàn toàn và đã thắng những yếu đuối và những khó khăn cả. Nhưng mà chúng ta phỏng vấn những người này, chúng ta sẽ cùng thấy một cái nét chung, đó là họ là những người nhận biết rằng tự mình không có gì, mọi sự đều đến từ Chúa. Nhường cho Đức Thánh Linh kiểm soát, mặc lấy quyền phép, giao phó đời sống của mình trong tay Chúa để Chúa ngài sử dụng. Cảm ơn Chúa.
như chúng ta không xứng đáng được Chúa cứu, nhưng Đức Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một cách nhân không, thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm cho quyền năng mà Chúa Ngài có thể đổ xuống trên đời sống của chúng ta để chúng ta có thể phục vụ một cách hiệu quả, cũng là sự ban cho từ nơi Chúa. Chúng ta không xứng đáng chút nào. Cảm ơn Chúa. Roma chương 8 câu 31 đến 34 cho chúng ta thấy có một sự yểm trợ ở cùng gìn giữ bảo vệ của Đức Chúa Trời trong tình yêu của Ngài cho đời sống của chúng ta. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con của mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết và đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Có một sự hậu thuẫn của Chúa ở cùng gìn giữ bảo vệ. Và điều tuyệt vời cuối cùng chúng ta thấy đó là Đức Chúa Jesus Christ yểm trợ cho chúng ta ở trong giây phút này. Đó là Ngài đã sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúa, anh em còn nhớ nguyên tắc huấn luyện mà tôi đã nói khi nãy. Chúa Giêsu Ngài là mẫu. Các môn đồ của Chúa quan sát. Rồi đến một cái giây phút, Chúa Ngài cho phép họ để cùng làm việc. Rồi cuối cùng chúng ta thấy cái giai đoạn thứ ba là họ làm và Chúa quan sát. Nhưng mà Chúa không ngồi quan sát mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đây, Chúa Ngài đang cầu nguyện thế cho chúng ta. Ngài đang cầu thai cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi có thể hình dung Chúa Ngài cầu xin để Cha ban cho chúng ta đức tin không thiếu. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho những chỗ không tin của chúng ta. Để Chúa Ngài yểm trợ chúng ta và chúng ta sẽ có kết quả trong ơn của Chúa. Chúa không đem con bỏ chợ, Ngài đang theo dõi chúng ta một cách rất là gần, đang cầu thai cho chúng ta. Điều đó an ủi chúng tôi rất nhiều, và xin Chúa Ngài cũng dùng điều đó để an ủi, khích lệ, động viên tinh thần của anh chị em. Khi chúng ta ra đi, chúng ta không đi một mình. Chúa đi cùng chúng ta, ban phước trên chúng ta, yểm trợ chúng ta qua Thánh Linh của Ngài và qua sự cầu thai của Đức Chúa Giêsu hiện tại đang ngồi bên hữu của Chúa Cha trong địa vị, trong vị trí cầu thai yểm trợ chúng ta là như vậy. Chúng ta phục vụ không phải trên nền tảng của công đức riêng, nhưng bởi những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Phần của chúng ta phải giữ mình làm một khí cụ trong sạch để Chúa có thể sử dụng chúng ta. Sống một cách thanh liêm, bày tỏ trái của Thánh Linh. Sống một cách hòa thuận với anh chị em trong thân thể của Đấng Christ. Vì Thi Thiên 133 cho chúng ta thấy khi anh em ăn ở hòa thuận với nhau, thì đó là điều rất là tốt đẹp. Ân của Chúa sẽ đổ xuống như sương mốc ở trên đỉnh núi Hắc Môn. Cảm ơn Chúa. Anh chị em đến đất hứa sẽ thấy điều đó. Đỉnh núi Hắc Môn, mặc dù sứ Do Thái ở một cái chỗ mà chúng ta thấy rằng ở địa Trung Hải, ở gần với sa mạc, nhưng mà đỉnh núi Hắc Môn luôn luôn có tuyết ở trên đỉnh. Cảm ơn Chúa. Như sương mốc, như phước hạnh của Chúa đổ xuống và như hình ảnh của dầu đổ ở trên đầu của A-rôn chảy xuống râu, chảy xuống áo của người, đến vạt áo của người. Hiệp một, thì chúng ta sẽ thấy có một sự sức dầu mạnh mẽ từ nơi Chúa đổ xuống ở trên thân thể của Chúa. Tim-mô-thê thứ 2 chương 2 câu 20-22 cho chúng ta thêm một ảnh mà chúng ta có quyền để lựa chọn. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tin sạch kêu cầu Chúa. Cảm ơn Chúa, tại đây chúng ta thấy có một sự lựa chọn tại đây. Chúng ta có thể chọn mình làm cái bình chứa những việc hèn, hay là chúng ta giữ mình cho khỏi những điều ô uế để chúng ta như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành. Chúng ta đi đến chữ sẵn sàng ở tại đây, cho nên giữ đời sống của mình trong sạch ở trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta quyết định ngày hôm nay chọn làm cái bình để chứa những điều quý trọng, và đừng để trộn lẫn. Nói cái bình của chúng ta, chúng ta hình dung ở tại đây, hoặc là chúng ta làm cái bình để chứa những vật quan trọng, hoặc là một cái ống nhổ chứa những điều hèn.
Một khi cái bình đang quý trọng mà chúng ta đem ra chúng ta sử dụng một cách cho việc thấp hèn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đánh mất cái phước hạnh, cái vị trí của cái bình đó biệt riêng ra cho việc sang. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhớ đến điều này trước khi chúng ta phạm tội. Nhớ đến tôi đã được gọi, được chọn, và tôi quyết định giữ đời sống của mình làm một cái bình để chứa những điều quý. Chúa không làm quyết định đó cho chúng ta được, mà chính chúng ta làm quyết định và nhận biết rằng trong nhà lớn thì có những cái bình bằng vàng, bằng bạc, rồi có những cái bình bằng gỗ, bằng đất. Thứ thì dùng cho việc sang, thứ thì dùng cho việc hèn. Hãy lựa chọn để đời sống của chúng ta được làm một cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ của mình và sẵn sàng cho một việc lành. Cảm ơn Chúa. Để có thể ra đi theo tiếng gọi của Chúa, hãy có tinh thần vâng phục, chịu học hỏi và bước đi một cách trong suốt, cởi mở, không phải phủ nhận những yếu đuối mà biết nhờ cậy Chúa. Nhận biết điều đó. Không có Chúa chúng ta không thể làm được điều gì. Khi chúng ta bước đi trong ơn của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho và sử dụng chúng ta. Khi chúng ta nghe cụm từ không đủ tiêu chuẩn, có điều gì đến trong tư tưởng của chúng ta không? Nếu chúng ta thấy có những việc đã khiến cho chúng ta không đủ tiêu chuẩn, ăn năn, giải quyết, xin Chúa tha thứ, quay trở lại với Chúa, tái dâng hiến đời sống của mình ở trong tay của Chúa, để rồi chúng ta lại được Chúa Ngài sử dụng chúng ta. Tiếp nhận khả năng và sự xứng đáng mà Đức Chúa Giêsu đã trả giá thay cho chúng ta tại thập tự giá. Cảm ơn Chúa. Lý do thứ ba, chúng ta đi nhanh. Tôi không thể cầu nguyện cho người bệnh vì chính tôi đang đau ốm hoặc yếu đuối. À, đây cũng là một cái gút mắt mà nhiều người bị mắc kẹt. Anh chị em ơi, hãy nhận biết chúng ta là một cái ống dẫn. Chúng ta là những người đi phân phối. Còn nhà sản xuất, nhà máy sản xuất là Đức Chúa Trời. Quyền năng đến từ Ngài. Thẩm quyền đến từ Đức Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta. Sự sức giàu đến từ Thánh Linh của Chúa. Ba ngôi Đức Chúa Trời vận hành làm việc với chúng ta và khiến cho chúng ta có thể đem phân phối các thứ ơn của Chúa. Không phải cá nhân của chúng ta. Cứ làm. Tôi mong đợi điều này từ nơi một chân lý mà Chúa Ngài đã dạy cho chúng ta. Ai gieo giống chi sẽ gặt lại giống nấy. Nên cho em có những đau ốm ở trong thân thể, cứ trung tín hầu việc phục vụ. Và chúng ta sẽ thấy chúng ta gieo gì chúng ta gặt này. Chúa sẽ ban phước. Và cái môi trường mà chúng ta phục vụ, chúng ta làm việc và thấy những kết quả xảy ra, nó lại thêm đức tin cho chúng ta kiện toàn trong đời sống của chúng ta và đánh bật đi hết những gì ngăn trở, để chúng ta cũng sẽ nhận sự chữa lành cho riêng mình trong ơn của Chúa. Quyền năng là sử dụng uy quyền của danh Đức Chúa Giêsu chứ không phải sức riêng của chúng ta. Công vụ chương 3 câu 16, ấy là bởi đức tin trong danh Ngài nên danh Ngài làm cho vững người này, là người mà các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thể nắm bắt nguyên tắc này trong lúc phục vụ và sử dụng đức tin, có thể khiến cho đức tin của bạn tăng lên cho hoàn cảnh của mình. Nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ không thấy. Chúng ta không ra đi, chúng ta không dự phần, chúng ta sẽ không thấy. Thì đức tin của chúng ta sẽ không được khích lệ. Nhưng mà chúng ta sẽ chứng kiến. Khi chúng ta vâng lời, chúng ta ra đi, chúng ta sẽ chứng kiến, chúng ta sẽ thấy những công việc của Chúa và sẽ kiện toàn, sẽ nâng đỡ đức tin của chúng ta. Lý do thứ tư là tôi không có khả năng, không có ơn. Ôi, xin Chúa giúp đỡ cho. Vì chúng ta bị giải sai và chúng ta đồn, chúng ta nói với nhau. Những tân tín hữu vào ở trong hội thánh thì thấy có những người đi trước ở trong nhà thờ, cứ ngồi yên đó. Và chúng ta có thể thắc mắc, chúng ta hỏi họ tại sao không phục vụ, thì nói rằng tôi không có năng, tôi không có cái ơn đó. Anh chị em, trong việc cầu nguyện, truyền giảng, chữa lành, tiên tri, thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đúng có những trình độ của cái ơn của Chúa khác nhau. Nhưng mà đừng để điều đó cho phép chúng ta và giữ chúng ta lại. Hãy sống đúng theo lượng đức tin của mình, cho sự ban cho của Chúa. Và chúng ta càng phục vụ, chúng ta càng có kinh nghiệm. Chúng ta càng phục vụ và có kinh nghiệm chừng nào thì cái sự phục vụ và cách chúng ta phục vụ sẽ đầy thẩm quyền. Bởi vì chúng ta trở nên những người đã kinh nghiệm điều đó nhiều lần, thì lời công bố của chúng ta sẽ không một chút nghi ngờ nào hết.
nhưng mà sẽ mạnh mẽ trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng cần nhớ, ở trong bối cảnh của truyền giáo thì Mác chương 16 cho chúng ta thấy cái điều kiện là kẻ tin. Kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Xin Chúa Ngài ban phước. Việc chúng ta đi ra truyền giáo, việc chúng ta đi ra để giới thiệu về tin lành của Chúa, thì Chúa Ngài sẽ cùng làm việc với chúng ta. Sinh hoạt ở bên trong hội thánh thì có thể có những cái chỗ, những cái phần mà cần có những người có ơn chữa lành. Hay là Chúa Ngài kêu gọi những người có ơn chữa lành để có những chương trình truyền giảng lớn ở trong những cái cuộc truyền giảng chữa lành. Nhưng mà mỗi tín đồ đều được Chúa Ngài ban cho thẩm quyền. Lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Nếu bắt rắn trong tay uống giống chi hại, cũng sẽ không hại, cũng chỉ độc cũng không hại gì. Đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Và đó là điều mà Chúa Ngài đã sai phái. Cảm ơn Chúa. Chúa đòi hỏi mọi môn đồ đều phục vụ cả. Cho nên hãy ra đi, rồi Chúa Ngài sẽ hậu thuẫn chúng ta. Anh chị em hãy trở nên cơ đốc nhân có thể làm được. Chấm dứt những ngày chúng ta nói rằng tôi không thể, tôi không có cái gì. Đúng, cá nhân chúng ta không có, nhưng mà có Chúa trong đời sống của chúng ta rồi, chúng ta có tất cả. Hãy tập sống với một cái đời sống là Chúa đang sống ở trong tôi. Đừng tiếp tục sống với lối sống là tôi sống cho chính tôi và bởi sức riêng của mình. Chúng ta sẽ thấy chúng ta trở nên một cơ đốc nhân siêu nhiên là như vậy. Cầu nguyện để người ta được lành ở trong danh Đức Chúa Jesus. Chia sẻ lời tiên tri, lời Chúa để gây dựng, khích lệ anh chị em của mình. Cầu nguyện cho người có nhu cầu truyền giáo trong quyền năng, tôi có thể làm được điều đó. Hãy nói như sứ đồ Phaolô, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Hãy nhớ kỹ, không phải dựa vào bàn nhưng mà vào Chúa thì sẽ giúp đỡ cho chúng ta được kết quả trong ơn của Chúa là như vậy. Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta, đấng vĩ đại đang ở trong chúng ta. Chúng ta hãy trở nên những người vĩ đại cho Chúa, làm những công việc mà Chúa Ngài sai phái chúng ta. Tất cả là vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với những người có nhu cầu để mở rộng nước của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ có cùng một nhịp tim và tấm lòng của chúng ta đối với đám đông. Khi Chúa thấy Chúa động lòng thương xót vì họ tan lạc như chiên không có người chăn, họ đang bị hành hạ, họ đang bị áp bức bởi công việc của nước tối tăm. Chúng ta hãy đại diện nước của Đức Chúa Trời trong sự trang bị yểm trợ từ nơi Ngài, để chúng ta đi, chúng ta giải phóng những người đó, giúp đỡ cho họ để họ có thể kinh nghiệm được sự giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa Ngài ban phước. Anh chị em nắm bắt điều này. Tôi cầu nguyện để những lời chúng ta được nhắc nhở, được nhấn mạnh, được giải thích trong buổi tối hôm nay gieo vào trong tấm lòng của anh chị em như tôi cầu nguyện lúc đầu, là những tấm lòng có một loại đất tốt khiến cho sẽ kết quả mọc lên ra kết quả 30, 60, 100. Thì phước hạnh của Chúa sẽ tuôn tràn từ nơi cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tuần rồi, cô Nhật Ly làm chứng lại với tôi, có một người bạn ở tại Việt Nam tên là cô Trinh đã giới thiệu Nhật Ly đến nhóm lại với VBC Houston trong những ngày qua. Thì Nhật Ly giúp đỡ lại cho người bạn này bằng cách gửi bài giảng về kinh nghiệm sức sống phục sinh của Chúa trong đời sống của mình. Người bạn này lập tức xem bài giảng đó và được Chúa Ngài khích lệ, nâng đỡ và trong ơn của Chúa. Thì cô Trinh đã làm công việc giúp đỡ cho một người cùng chuyến xe với mình, kinh nghiệm được sự chữa lành khi Chúa Ngài khích lệ động viên cô xin phép để cầu nguyện cho người có nhu cầu. Và cảm ơn Chúa, người phụ nữ này được lành ngay tức khắc. Rồi chính em trai của mình cần được sự chữa lành, thì cô Trinh cũng đã cầu nguyện cho em của mình. Bà thấy sự vận hành của Chúa ở trên thân thể của em của mình. Và lần thứ nhì khi cầu nguyện thì đã được chữa lành hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Những cơ đốc nhân tầm thường đã làm những công việc phi thường. Những con người tự nhiên đã làm những công việc siêu nhiên. Vì quyền năng phục sinh của Chúa ở trong chúng ta, cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. Ngài sẵn sàng hành động khi chúng ta bởi đức tin làm việc trong sự ban phước yểm trợ mặc lấy quyền phép của Ngài. Mình xin Chúa Ngài ban ơn để nhiều người nữa sẽ đứng lên, rồi chính chúng ta sẽ kinh nghiệm một cách cá nhân, hầu cho chúng ta không còn phải
nhờ cậy, giới thiệu, để chờ cho mục sư Khánh cầu nguyện với thôi. Và Chúa sẽ cho chúng ta làm cánh tay nối dài, làm những người nhân chứng cho Chúa ở tại chỗ mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Mục tiêu là sẽ có nhiều người nữa một đạo quân lớn, chứ không phải là chỉ có một số người đặc biệt mà thôi, vì những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Xin cho ban phước trên anh chị em. Tôi được nhắc nhở để kể thêm một câu chuyện khác nữa. Có một anh em được giới thiệu đến các bài giảng của chúng tôi trong những ngày tháng gần đây. Người này đã nghe tất cả những bài giảng. Còn người ngày kia đi đến thăm gia đình của một người thân. Thì tại đó có một em bé bị bệnh. Và người này đã thấy được sự hướng dẫn của Chúa để cầu nguyện cho em bé này. Sau một đôi lần công bố, chưa thấy kết quả gì. Nhưng mà khi anh em này trở về nhà của mình, thì được cha mẹ của em này nhắn tin rằng bé đã được lành một cách siêu nhiên. Cảm ơn Chúa. Một em khác có nhu cầu trong thân thể của mình, cũng đang nhờ chúng tôi cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa không vì để cho bệnh tật ở trong thân thể của mình giới hạn mình. Thì bị tiểu đường và biến chứng của tiểu đường làm cho mắt bị mờ. Và chân thì cũng có những cái chỗ thịt nó đã chết, cần phải được cắt bỏ. Rồi khi có một người làm việc cho mình từ trên mấy nhà té xuống chết, anh đã đem tin chạy ra, đặt tay trên người này, cầu nguyện và công bố sự sống, thì người chết đã sống lại. Cũng có thể là chưa chết hẳn hay là chỉ bất tỉnh, nhưng mà phép lạ của Chúa đã xảy ra và người đó té từ ở trên mái nhà té xuống và đã khỏe mạnh. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Vấn đề tại đây là ai dám làm, dám áp dụng lời của Chúa thì Chúa sẽ cùng làm việc với chúng ta. Tôi dám giảng thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc với tôi. Và anh chị em vâng phục thực hành, anh chị em cũng sẽ thấy Chúa cùng làm việc với chúng ta trong ơn của Ngài. Tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em trong thời giờ này. Ai khao khát, Ngài trong thời giờ này, trong tư thế đưa tay hướng về Chúa, xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta và để cho lời của Chúa đem lại ở trong chúng ta một cái quyết định. Rằng hôm nay con quyết định trở nên một cái đốc nhân siêu nhiên. Con sẽ thấy những điều siêu nhiên Chúa Ngài sẽ dùng tay của con, môi miệng của con mà thực hành và làm những công việc lớn của Ngài. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em trong thời gian này. Cha kính yêu là đấng được Đức Chúa Giêsu giới thiệu với chúng con là chủ của mùa gặt. Chúng Ngài thấy các anh chị em của chúng con đang đưa tay hướng về Ngài. Xin Chúa sai phái họ đi vào trong cánh đồng. Hỡi chủ mùa gặt của chúng con, xin sai phái nhiều người nữa Chúa giọng, để cánh đồng đã chín vàng không bị rụng, không bị hư trước khi được thu hoạch và đưa vào kho. Xin ban phước giúp đỡ cho chúng con ở trong thời giờ này Chúa ơi. Có những chỗ nào không tin, có những chỗ nào mà chúng con đã từng núp ở phía sau để thối thác sự kêu gọi và sai phái của Ngài. Xin giúp đỡ để chúng con thắng được, chúng con vượt qua được, chúng con nhận biết không phải chúng con mà là Chúa. Quyền năng của Ngài hành động xuyên qua đời sống của chúng con, để chúng con sẽ lợi ích cho vương quốc của Ngài. Trong ơn của Chúa, trở nên những người được Chúa Ngài sử dụng để mở rộng biên cương nước của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Là Chúa, chúng con chọn buổi tối hôm nay và thưa với Chúa rằng chúng con muốn trở nên một cái đốc nhân sống trong quyền năng siêu nhiên của Ngài, chứ không tiếp tục sống ở trong sức riêng của mình nữa. Xin cho ban phước thấy được tấm lòng của anh chị em chúng con và xin Chúa Ngài xác nhận bằng quyền năng của Ngài. Khi chúng con đưa tay ra, đặt tay trên cái đao, Chúa cùng làm việc với chúng con. Chúng con ra đi giảng tin lành của Chúa, Chúa cùng làm việc với chúng con ở Chúa, để làm cho vững đạo mà chúng con rao giảng. Chúng con ngợi khen Ngài, chúc tụng Chúa và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em. Hãy trở nên những người vĩ đại cho Chúa, làm những công việc mà Chúa nói rằng chúng ta có thể làm được. Để rồi một ngày chúng ta sẽ nói, cùng nói với sứ đồ Phaolô, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Chúa cùng sử dụng anh chị em cho vinh quang của Ngài. Hẹn gặp lại trong các buổi học Kinh Thánh kế tiếp của chúng ta. Shalom.
quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.